xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Như các bạn đã biết, Mercedes-Benz GLC chính là chiếc xe bán được nhiều nhất của Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam cũng như là trên thế giới. Và chiếc xe, đặc biệt là chiếc xe GLC 300, chính là cái chiếc xe được trang bị hầu như tất cả những công nghệ tiên tiến bậc nhất của Mercedes-Benz. Và đối với chiếc xe GLC 300 phiên bản S254 này thì được trang bị hàng loạt những công nghệ tiên tiến bậc nhất như là hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống đề phòng va chạm chủ động nè, hệ thống giữ khoảng cách Disconnect nè, hay hệ thống cảnh báo lệch làn đường đó. Thì với những cái tính năng đó thì các bạn sẽ thấy là GLC là một cái chiếc xe gần như là không có đối thủ tại thị trường Việt Nam rồi. Nhưng ngày hôm nay, chiếc xe GLC 300 phiên bản V1 hay gọi lại là phiên bản 2024 này được Mercedes-Benz còn nâng cấp thêm một cái hệ thống, đó là hiển thị thông tin trên kính chắn gió Head-up Display. Đây là một cái tính năng mà như thấy chỉ có trên những cái mẫu xe rất là cao cấp của Mercedes-Benz, như những dòng xe Maybach, những dòng xe S-Class mới được trang bị các bạn. Và đối với cái hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió này thì các bạn cũng sẽ thấy nó sẽ rất là khác so với lại những cái hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió được trang bị trên những cái chiếc xe Mercedes-Benz thế hệ trước ha. Là các bạn sẽ thấy là ở khu vực táp lô này có một cái máy chiếu rất là to luôn các bạn nha, to hơn rất là nhiều so với lại những cái chiếc xe khác các bạn đó. Và đối với cái hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió này thì Duy cảm thấy một điều là nó rất là dễ chịu cho mắt cũng như là rất là trực quan, và kiểu nó hiển thị gần như là đầy đủ tất cả những cái thông số và có 5 chế độ để chúng ta lựa chọn luôn các bạn đó. Thì nếu các anh chị các bạn nào mà đang quan tâm tới cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 này, bạn thì có thể đến showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy. Hiện tại thì xe vẫn đang ở showroom và các anh chị và các bạn ha có thể là xem trực tiếp và trải nghiệm cái hệ thống này nha. Ok, một lần nữa thì trước khi kết thúc video clip này, Duy sẽ mời các bạn đi một vòng cả chiếc xe GLC 300 ha, và cho các bạn xem lại một vòng bên ngoài cũng như là sơ vào bên trong ha. Thật sự là cái chiếc xe GLC 300 này Duy đã quay và đã review rất là nhiều rồi. Ok ha. Về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là GLC 300 được trang bị một cái cụm đèn pha là Digital Light. Đây có thể nói là một cái cụm đèn pha tiên tiến bậc nhất của Mercedes-Benz cũng như là nền công nghiệp ô tô trên thế giới luôn các bạn nha. Và với cái đèn pha Digital Light này, bạn thì có rất là nhiều những cái tính năng ha, và bên trong có tổng cộng là 1,3 triệu điểm ảnh ha, biến cái chiếc xe, biến cái đèn pha của chúng ta giống như là một máy chiếu ha, cực kỳ hiệu quả và cực kỳ chính xác luôn. Và đi sang bên hông một chút xíu nữa thì các bạn sẽ thấy là vành bánh xe của chiếc xe GLC 300 được trang bị cái vành là AMG các bạn nha. Và kích thước lớp hiện tại bây giờ là bánh trước là 255/45R20, có nghĩa là mâm xe của chúng ta là mâm 20 inch và có cái logo AMG nè các bạn. Thực sự đây là một bộ mâm mà như thấy các anh chị và các bạn rất là thích luôn, bởi vì nhìn nó rất là thể thao và rất là khỏe khoắn ha. Và bên trong cái bộ mâm này các bạn, thì nếu chúng ta để ý là chúng ta sẽ thấy là cụm phanh của chiếc xe GLC 300 này rất là to các bạn, to hơn rất là nhiều so với lại những cái mẫu xe Mercedes-Benz thông thường. Và đĩa phanh cũng vậy, rất là to và có đục lỗ, chứng tỏ là chiếc xe GLC 300 này được trang bị một cái bộ phanh hiệu suất cao ha, chỉ thấy trên những cái mẫu xe rất là mắc tiền và rất là cao cấp của Mercedes-Benz như những mẫu xe AMG và những mẫu xe hiệu suất cao các bạn. Và thước lớp của bánh sau hiện tại bây giờ các bạn cũng là 255/45R20, có nghĩa là bánh trước và bánh sau của chúng ta là có cùng một kích thước luôn các bạn nha. Các bạn sẽ thấy là trên tay nắm cửa của GLC có một cái chi tiết mạc rơm, đồng nghĩa với là xe GLC 300 được trang bị cái tính năng Keyless Go, khóa cửa thông minh hoặc khởi động xe không cần chìa khóa các bạn nha. Với tính năng này thì Duy đã cũng giới thiệu cho các bạn rất là nhiều rồi. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau của chiếc xe GLC 300 nha. Đèn pha của xe GLC 300 thì các bạn sẽ thấy ha, được thiết kế rất là đẹp và rất là bắt mắt vào trong đêm ha. Đó, và ở giữa thì cũng có một cái thanh ha, kéo dài để nối hai cái đèn lại chúng ta với nhau. Và về cái kiểu dáng bên ngoài các bạn, hầu như là chiếc xe GLC 300 phiên bản V1 này nó sẽ không khác bất kỳ cái chi tiết nào so với lại chiếc xe GLC 300 phiên bản V0 phiên bản trước đây các bạn ha. Bởi vì là xe GLC 300 bạn được trang bị cái body kit của AMG, cho nên các bạn sẽ thấy là phần cản trước cản sau nó được thiết kế rất là thể thao ha và cá tính nè. Đó, chỉ như một chi tiết nhỏ như thế này thôi các bạn, nhưng mà các bạn cũng thấy là cái phần đuôi xe của xe GLC 300 cũng rất là tuyệt vời, rất là hấp dẫn ha. Và GLC 300 được trang bị cái ống bô kép nè, hai bên nè. Và với cái ống bô kép này thì Duy thấy là hầu như được trang bị trên tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ rồi. Đó, và GLC 300 thì đây là một cái chi tiết ốp bô thôi, không phải là bô nóng các bạn nha. Có nghĩa là khi mà chúng ta đứng ngay cái vị trí bô này các bạn thì chúng ta sẽ không bị bỏng chân. Đây là một cái thiết kế mới và Duy thấy rất là hay trên những cái mẫu xe mới của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Đó, các bạn sẽ thấy là kính ở phía sau của xe GLC 300 cũng như là kính bên hông các bạn được trang bị kính màu đen ha, kính tối màu cách nhiệt các bạn.
Và với cái kính cách nhiệt này nó tạo cho chúng ta khi mà ngồi bên trong, bạn có cảm giác rất là riêng tư ha, và rất là mát và dễ chịu. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào bên trong nội thất của cái xe GLC 300 này nha. GLC 300 thì được trang bị một cái nội thất rất là đẹp luôn các bạn nha, rất là đẹp và rất là tối giản luôn đó, và cực kỳ công thái học luôn các bạn. Các bạn sẽ thấy là GLC 300 bây giờ rất là khác so với phiên bản trước đây, là chiếc xe của chúng ta được loại bỏ hầu như rất là nhiều cái nút bấm luôn, và chỉ để lại một vài cái nút bấm mà chúng ta có thể sử dụng nhanh và sử dụng coi như là nhiều nhất ha. Đó, và đa phần là chúng ta sẽ điều khiển trên một cái màn hình cảm ứng thế hệ mới nhất này bạn. Đây là một cái màn hình rất là lớn ha, rất là trực quan luôn, và nó sẽ nghiêng về người lái một chút xíu để cho người lái chúng ta rất là dễ quan sát và dễ thao tác các bạn nha. Đó, và với cái màn hình này, đây là một cái thiết kế có thể nói là làm cho các anh chị khách hàng khi đến xem cái xe GLC này phải ngạc nhiên các bạn, phải ồ nó luôn, bởi vì là nó quá là đẹp luôn ha. Và các bạn sẽ thấy nè, khu vực này, khu vực táp lô nè các bạn, nó cũng sẽ khác so với là cái phiên bản trước luôn, hầu như không giữ lại bất kỳ một cái chi tiết nào. Các cốc gió của máy lạnh bây giờ được đưa lên trên luôn, và cũng như là có những cái chi tiết đèn ở bên trong. Thì đối với những cái chi tiết đèn nội thất này các bạn, thì khi mà chúng ta đi vào ban đêm, chiếc xe GLC 300 này thật sự các bạn rất là thoải mái và rất là tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là gọi là thư giãn luôn ha, rất là thư giãn. Và đây là một cái ngôn ngữ thiết kế cũng như là một cái triết lý thiết kế mà Mercedes-Benz đang hướng tới các bạn, tạo cho khách hàng một cái cảm xúc khi mà chúng ta lái, ngồi bên trong cái chiếc xe này để lái ha. Cho nên là các bạn sẽ thấy là những cái chiếc xe Mercedes-Benz thế hệ mới bây giờ nó cực kỳ khác luôn, khác rất là nhiều so với những cái dòng xe, những cái thương hiệu khác luôn các bạn ha, chứ không riêng về những cái chiếc xe Mercedes-Benz trước đây nữa. Tay lái của xe GLC 300 thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái tay lái đáy bằng, hay là còn gọi là tay lái đi khách, chỉ dành cho những cái mẫu xe gọi là thể thao hoặc là những cái mẫu xe hiệu suất cao của Mercedes-Benz thôi ha. Và tay lái này chắc chắn là một điều là tay lái đa chức năng rồi các bạn. Khi mà chúng ta lái cái chiếc xe GLC 300 hoặc là những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz bạn, thì chúng ta có thể điều khiển mọi thứ trên cái màn hình ở khu vực này hoặc là khu vực bạn này trên cái vô lăng này hết luôn. Chúng ta sẽ có thể là không cần phải rời tay lái nữa, và chúng ta có thể là điều khiển những cái màn hình này ha, điều khiển những cái màn hình này bằng những cái nút bấm trên vô lăng, và ngoài ra thì chúng ta có thể là điều khiển bằng giọng nói luôn các bạn. Hey Mercedes. How can I help? Radio. Ok, các bạn thấy không? Đó, chúng ta có thể điều khiển bằng giọng nói luôn ha, rất là tuyệt vời và rất là trực quan. Ngoài ra thì GLC 300 còn được trang bị một cái hệ thống loa là Boommaster với 15 loa công suất là 710W. Đây là một cái hệ thống âm thanh mà Di thấy là chưa có một anh chị khách hàng nào phải chê bể nó các bạn. Tiếng âm thanh phát ra từ cái hệ thống loa Boommaster này ha, cực kỳ đã luôn ha. Cửa sổ trời của xe GLC 300 của bạn là cửa sổ trời panoramic ha, cửa sổ trời toàn phần luôn, rất là rộng ở trên này ha. Thì đối với những cái chiếc xe được trang bị cái cửa sổ trời này các bạn, thì giúp cho không gian của chiếc xe bên trong bạn cảm thấy là nó thoải mái và nó thoáng hơn rất là nhiều khi mà chúng ta đi vào buổi chiều ha, tối ha, chúng ta chỉ cần mở cái rèm ra thôi. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra phía sau của chiếc xe GLC 300. Đối với phiên bản mới này các bạn, thì Mercedes-Benz GLC 300 được thiết kế rất là rộng rãi và rộng hơn so với là cái phiên bản trước đây ha. Và khi mà Di ngồi ở cái vị trí ghế ngồi như thế này nè các bạn sẽ thấy là chân Di còn rất là cách xa cái ghế ở phía trước ha. Và cái cảm giác hiện tại bây giờ Di ngồi cái ghế này các bạn, thì các bạn thấy là cái mặt ghế rất là to ha, cho nên là chúng ta ngồi chúng ta cảm giác rất là thoải mái. Và Di thấy một điều nữa các bạn, là ở cái vị trí ghế giữa này ha, của chiếc xe GLC 300 phiên bản mới này bạn, nó cũng sẽ rộng hơn, và khi mà chúng ta ngồi ở cái vị trí ghế giữa này các bạn, chúng ta cũng sẽ thấy nó dễ chịu hơn so với lại cái phiên bản X253 trước đây ha. Đó, thật sự là qua mỗi cái đời, qua mỗi cái phần lần nâng cấp các bạn, thì chiếc xe của chúng ta ha bạn, càng lúc nó sẽ càng tối ưu hơn, càng lúc nó sẽ càng thoải mái hơn và tiện dụng hơn. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần động cơ của chiếc xe GLC 300 này ha. Và với chiếc xe GLC 300 phiên bản V1 phiên bản 2024 này có mức giá là 2.839.000.000, có nghĩa là nó sẽ tăng 40 triệu so với lại phiên bản V0. Thì các bạn thấy là với 40 triệu đó thì Mercedes-Benz trang bị thêm cái hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió này, thì các bạn có thấy hợp lý không các bạn? Đó, ngoài ra thì với cái chiếc xe GLC 300 hoặc tất cả những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz, nếu các anh chị các bạn đang quan tâm vào trong thời điểm này, có thể nói là đây là một cái thời điểm rất là tuyệt vời, bởi vì chính phủ chúng ta sắp phê duyệt cái chương trình hỗ trợ thuế 50% ha. Và đây là động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC các bạn. Thì GLC 300 chúng ta sử dụng một cái động cơ 2.0 lít thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz và cho công suất lên đến là 258 mã lực, và kết hợp với hộp số tự động 9 cấp ha, 9G Tunic chứa danh của Mercedes-Benz. Và hầu như với cái động cơ này đều được sử dụng rộng rãi trên những cái mẫu xe C-Class, GLC hoặc kể cả những dòng xe E-Class thế hệ
hệ mới luôn bạn. Ngoài ra vì với cái động cơ xăng truyền thống này thì còn kết hợp thêm vào một motor điện 48V ha, giúp cho cả chiếc xe chúng ta tiết kiệm nhiên liệu hơn khi mà chúng ta đi trong thành phố, cũng như là cho một cái môn ngoài sánh cho một cái lực kéo nó sẽ tốt hơn ha. Đó, và đây là cả chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 phiên bản 2024 hay còn gọi là phiên bản V1, và đây cũng là cái cơ hội để chúng ta sở hữu cái chiếc xe GLC 300 phiên bản V1 này với một mức giá rất là tốt. Ok, để biết thêm chi tiết về mẫu xe GLC 300 ha, hoặc tất cả những cái mẫu xe khác ha, các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.